tôi đại chiến với nữ đế ba ngày ba đêm, sắp kiệt sức ngã xuống. Tôi liều chết ở trước người nàng hung hăng bóp một cái, rồi lợi dụng lúc nàng mê muội, tôi cố gắng tiêu đựng cơn đau khi hành kiếm của nàng đâm vào ngực mình, hôn lên nàng một cái. Cuối cùng nhìn nữ đế đạo tâm lung lay đứng ngây ra trước mặt, lúc này tôi mới hài lòng nhắm mắt ngã xuống. Vốn tôi là thiên mệnh chi tử được đưa đến trên đại lục tu tiên này, vốn tưởng rằng dựa vào hệ thống ban chính cái mạng để gây họa một phương, trở thành một vị đại đế công chính phóng đãng cưỡng bách dân nữ. Thế nhưng vài kiếp trước không phải bị nữ đế đạp chết, thì chính là bị nữ đế độ thiên kiếp liên lụy làm nổ chết, cho nên tới kiếp thứ 8, tôi phải ẩn nhẫn hàng ngàn năm, cuối cùng nhờ phần thưởng của hệ thống, mới tu luyện được tới cảnh giới đại đế. Nhưng nghĩ tới bị nữ đế ngược đãi suốt 7 kiếp, tôi không thể nuốt trôi được, nóng lòng muốn đi trả thù, nhưng tôi chỉ là một đại đế mới tấn thăng, làm sao đánh lại được cực băng nữ đế vạn năm chính quả? Cuối cùng thấy không thể đánh lại cũng không thể chạy thoát, tôi chỉ có thể níu lấy nàng hôn một cái, để làm đạo tâm nàng bị tổn thương, tu vị sụt giảm. Khi tôi tái sinh kiếp sau, đã là vạn năm về sau rồi. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là chịu gọi hệ thống, xem oan gia nữ đế kia còn sống không. Khi hệ thống thông báo trong thế giới này chỉ còn một vị đại đế và không phải là cực băng nữ đế, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, nàng cuối cùng cũng đã chết. Ta cuối cùng cũng không phải ở ẩn sống lẻ loi nữa rồi. Hệ thống mau quét xem đây là nơi nào đi. Bổn nguyên không đủ nên không thể quét. Ngươi suýt làm cạn kiệt tôi rồi đấy. Tự mình đi nhìn đi. Tôi bất đắc dĩ phải leo lên một cây quan sát xung quanh. Thầy khá an toàn nên mới yên tâm liền tại chỗ vận khởi hỗn độn bá thể quyết ngay tại chỗ hỗn độn bá thể quyết chính là thần quyết xứng danh rèn luyện thân xác liên hoa còn có thể biến đổi thể chất tu luyện pháp thể song tu bá đạo vô cùng kiếp trước chính nhờ hỗn độn bá thể quyết này chỉ trong khoảng thời gian một ước năm đã đạt tới đại đế thành tựu pháp thể song tu đều đạt tới cảnh giới đế đạo với thời gian tu luyện ngắn ngủi như vậy mà có được tu vi cao như thế cũng là nguyên nhân khiến tôi tự tin mù quáng cho rằng mình có thể đánh bại được cực băng nữ đế đồng thời từ cơ thể tôi cũng phát ra những tiếng lách cách, đây là hỗn độn bá thể quyết, đang biến đổi thể chất của tôi. Trong chốc lát, tôi đã tu luyện tới thối thể cảnh tầng 3. Không biết trong vạn năm qua, đại lục này đã có những biến hóa gì, đến nỗi cả cực băng nữ đế cũng ngã xuống. Tôi vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Sau một lúc nhận ra mình không thể đi ra được, cũng không biết đây là nơi nào. Sao lại rộng thế này? Tôi bất đắc dĩ phải mở bảng điều khiển hệ thống, xem trong cửa hàng có món đồ gì hay không, có thể giúp tôi thoát ra khỏi chỗ này cửa hàng hệ thống tạm thời đóng cửa tôi giật mình kinh hãi vội vàng thử lại các chức năng khác không ngoài dự đoán tất cả đều không thể mở được hệ thống quỷ quái ngươi sao lại thế này vì cảnh giới hiện tại của ký chủ quá thấp kém hơn nữa hệ thống đã hao hết bổn nguyên để cứu ký chủ rồi nếu không tạm đóng các chức năng này thì cả hệ thống cũng sẽ bị đóng luôn được rồi tôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng kích hoạt nhiệm vụ thoát khỏi nam lăng phần thưởng một viên ninh linh đan hạ phẩm tôi nghe thấy giọng nói của hệ thống vui mừng khôn xiết còn có thể giao nhiệm vụ là tốt rồi nhưng sao lại gọi nơi này là nam lăng trước đây tôi chưa hề nghe nói qua tôi vuốt cằm suy nghĩ một lúc đã trải qua vạn năm rồi ắt hẳn cả đại lục này cũng đã thay đổi hoàn toàn thấy trời sắp tối tôi quyết định tìm một hang động để trú qua đêm nhưng tìm mãi nửa ngày trời vẫn không thấy hang động nào nhưng lại tìm thấy một ngôi làng chỉ có điều những người dân trong làng đều gầy còm như que củi có lẽ đang trải qua nạn đói chàng trai trẻ lạc đường phải không lúc này có một lão nhân từ sau lưng bước ra khiến tôi hồn siêu phách lạc. Sau khi chấn tĩnh lại tinh thần, tôi mới quay sang hỏi lão nhân. Xin hỏi ông có cách nào để thoát ra khỏi đây không? Không có cách nào cả. Chuyện này phải tự ngươi giải quyết. Tôi có chút bất ngờ trước lời đáp. Chàng trai à, ta biết ngươi rất gấp. Nhưng đừng vội. May mà ngươi tìm được làng của chúng ta. Bằng không khi đêm xuống, ngươi ắt sẽ phải chết ngoài đó mất. Lời nói của lão nhân khiến tôi có chút nghi hoặc. Đêm đến, liệu có nguy hiểm gì không? Nguy hiểm như thế nào? Lão nhân vuốt ngọn dâu trắng xóa bên mép. Nói với vẻ mặt bí hiểm khó lường, bởi vì khi đêm xuống, sẽ có vô số bộ xương quái vật và ác quỷ trồi lên từ lòng đất. Nói xong, lão nhân quay đầu sang một bên, tỏ vẻ đang chờ đợi tôi tiếp tục hỏi những câu hỏi khác. Nhưng lão nhân đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng động nào. Quay sang nhìn lại thì, người kia đã đi mất. Lúc này tôi đã đi đến một nơi khác trong làng. Trên đường đi tôi nhìn thấy một cây liễu già. Nhìn kỹ một chút, thân cây này mang một chút linh khí. Hẳn đây chính là vật được gọi là thần bảo hộ. Lúc này giọng nói của hệ thống lại vang lên, phân hồn của liễu lăng tụ linh cảnh tầng 9, vũ khí bản mệnh liễu điều lúc này cây liễu già đưa một nhành liễu ra từ từ buông nhẹ xuống sau lưng tôi thấy vậy tôi cũng không khách khí trực tiếp ngồi lên trên nó tôi có thể nhận thấy cây liễu này không có ác ý nhành liễu từ từ co lại đưa tôi lên trên thân cây còn kèm theo cho tôi một tầng linh khí màu xanh lá cây đây là một cơ duyên nhỏ tôi rất vui mừng liền vận công tu luyện theo hỗn độn bá thể quyết cảnh giới của tôi cũng liên tục tăng vọt lên đến thối thể tầng 9 mới dừng lại thối thể cảnh trong giới tu tiên là cảnh giới thấp nhất đối với người có công pháp cấp địa như tôi mà nói việc tu luyện tiến cảnh thật quá dễ dàng nhưng chắc chắn cây liễu này không thể vô cớ ban tặng cơ duyên cho tôi được nên tôi lễ phép hỏi đa tạ đại liễu thụ xin hỏi ngài có yêu cầu gì không cây liễu đưa nhành cành đưa tôi trở lại mặt đất rồi viết vài chữ trên đất ta cần ngươi giúp tìm một ít lương thực cho người dân trong làng tôi gật đầu đồng ý được rồi đại liễu thụ lúc này trưởng làng tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng tìm thấy tôi ở gốc cây liễu chàng trai thế nào rồi liễu thần có nói gì với ngươi không ngài ấy giúp ta tăng thêm cảnh giới một chút đổi lại ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho mọi người nghe những lời này trưởng làng mặc lôi rơi nước mắt quỳ lại trước gốc cây liễu già một hồi lâu liễu thần đáng tiếc ngài không thể di chuyển không thì chúng ta đã có thể rời đi rồi trưởng làng mặc lôi một bên lại một bên nghẹn ngào lý do họ không tiêu rời đi chính là vì có liễu thần ở đây ngài đã canh giữ làng này qua nhiều thế hệ dân làng dù có chết cũng không muốn bỏ ngài mà đi trong làng cũng có đội săn bắn cao nhất là cự linh tầng 1. Bất quá vị cự linh tầng 1 đó đã mấy ngày chưa trở về, ắt đã bị quái vật đêm tối hãm hại rồi. Trong đội săn bắn chỉ còn có một người quay về, nhưng cũng bị thương nặng, hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Cây liễu đưa nhành liễu ra, vuốt nhẹ lên đầu trưởng làng mặc lôi. Trong mắt hắn, lão nhân này ở mấy chục năm trước cũng quỳ gối trước mặt hắn như vậy, chỉ khác là lúc đó nét mặt lão nhân là nụ cười tươi tắn, rạng rỡ hạnh phúc. Sau đó trưởng làng mặc lôi đứng dậy kéo tôi nói, chàng trai, đi theo ta để lại phía sau cây liễu già đung đưa trong gió lòng tôi có một cảm giác man mác buồn bã mạc lôi kéo tay tôi đi một quãng rất xa mới dừng lại rồi mới mở lời nói chàng trai không cần nghe lời liễu thần đi tìm thức ăn giúp chúng ta đừng liều mạng mình sáng ngày mai ngươi hãy lên đường đi đi trưởng làng mạc lôi vẫy tay với tôi rồi quay lưng bước đi bóng lưng khòm khom có vẻ hiu quạnh người dân trong làng này đều giản dị như vậy sao tôi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng khuất dần không khỏi tự nhủ Lúc này tôi đã xác định, không chỉ vì cây liễu, mà còn vì những người dân giản dị này nữa, rồi tôi quay lại gốc cây liễu, dự định nghỉ qua đêm ở đó. Vào lúc đêm xuống, xung quanh làng dâng lên một kết giới màu xanh lá, ngăn cách với bên ngoài. Liễu Thần bỗng từ dưới gốc cây truyền đến một tiếng nói trẻ con, giọng nói rất nhỏ, ẩn ẩn như sợ bị người khác nghe thấy. "Liễu Thần, liệu ngài có thể cho con ngồi lên đó đung đưa không?" Cô bé cất tiếng gọi nhỏ xíu, đưa tay vuốt nhẹ lên thân cây. Cây liễu không biết nói nhưng cành lá đã vươn ra đáp lại lời cô bé. Cảm tạ liễu thần, cô bé khúc khích cười vài tiếng, rồi ngồi lên nhành liễu. Cây liễu cũng khẽ lay động nhành lá. Tôi nhìn cô bé có chút lấy làm lạ. Tại sao người dân trong làng đều gầy ốm đến thế? Nhưng cô bé lại không khác gì trẻ con bình thường. Tuy nhiên tôi cũng không hỏi cô bé. Cô bé cũng không hay biết có người trên ngọn cây liễu cao. Tôi khoanh tay lại, tự mình dựa lưng vào thân cây mà ngủ thiếp đi. Một lúc sau, cô bé tạm biệt liễu thần với giọng luyến tiếc. Liễu thần, con đi đây không thì mẹ con lại la dày liễu thần cũng vươn cành vẫy tay chào sáng hôm sau tôi đi ra ngoài làng tới ngoài làng tôi bắt đầu để lại những dấu hiệu sợ rằng có lúc lạc đường nói thì dễ nhưng muốn bắt được yêu thú hay thú giữ rất là khó chỉ việc này đã là một rắc rối lớn tôi tìm thời gian lâu mới bắt được hai con thỏ và một con chim thêm một ít trứng chim đúng lúc này bỗng một cánh cổng truyền tống đang ngưng tụ xuất hiện trước mặt tôi không khỏi đề phòng cảnh giác có lẽ ai đó dùng trận pháp bị loạn nên truyền tống đến đây tôi trốn sau một gốc cây lớn ngưng thần nhìn cảnh tượng phía dưới từ cánh cổng truyền tống bước ra một mỹ nữ tuyệt sắc một thân tiên khí phiêu phiêu lúc đang xe đắm ngắm nhìn cô gái bỗng tôi có cảm giác dù đã lâu nhưng gương mặt này vẫn rất quen thuộc đợi đã đây đây là đây là giang hàn hy gương mặt tuyệt sắc này tôi không thể nào quên được đây chính là nữ nhân đã giết tôi kia tôi vội hỏi hệ thống cô ta không chết sao nghĩ vậy tôi định quay lưng bỏ chạy chủ nhân đợi đã bây giờ cô ta không còn tu vi đây là cơ hội tốt để giết cô ta đấy không có tu vi chờ một chút ngươi nói là thật sau đó tôi đột ngột dừng bước chạy trốn quay phát người lại cười nhăn nhở đầy man giật mà lúc này giang hàn hy cũng phát hiện âm thanh từ ngọn cây cô hét lên giận dữ ai đó sau trận chiến ác liệt kia giang hàn hy bị thương nặng cả tâm thần lẫn thể xác hơn nữa đạo tâm bị tổn thương nghiêm trọng mắt thấy sắp đứt đoạn với đại đế cảnh vì thế cô phải mất cả ngàn năm để dưỡng thương nhưng không những nội thương chưa hồi phục hoàn toàn mỗi khi nghĩ đến tặc nhân đại đế kia đã cưỡng hôn mình cô lại cảm thấy muốn phun máu tức giận đạo tâm càng thêm lung lay không còn cách nào khác cô quyết định tán công tu luyện lại từ đầu sau đó cô mất thêm cả ngàn năm nữa mới bắt đầu nhập thế dùng cả tu vi đỉnh phong của đế cảnh để phục hồi đạo tâm rồi tu luyện lại từ đầu bởi từng có kinh nghiệm tu luyện từ thối thể đến đại địa cảnh nên giang hàn hy tự tin mình nhất định sẽ đột phá đại đế cảnh một lần nữa suy tính kỹ lưỡng như vậy cô đặc biệt lựa chọn vùng đất an toàn phía bắc để nhập thế trùng tu không ngờ lại gặp phải sự cố hỗn loạn hư không khi nhập thế ngay cả khi ở đại đế cảnh cô cũng không thể xem thường hiểm họa kinh khủng từ hư không cô đành phải tìm một nơi an toàn ở trong hư không tìm một nơi an toàn để nhập thế suy nghĩ trở lại hiện tại khi cô gào lên là ai đó từ trên cây truyền ra một loạt tiếng cười rồi sau đó hoàn toàn im bặt chỉ còn lại một mình giang hàn hy đầy giận dữ giang hàn hy nắm chặt thanh đế khí hàn kiếm bị phong ấn tức giận mắng một tiếng chết tiệt vì mới nhập thế nên không có mặc quần áo chắc chắn đã bị tên đăng đồ tử kia trông thấy rồi. May là bây giờ ta không có tu vi, bằng không tên đăng đồ tử đó đã phải chết rồi. Đúng lúc cô định tìm chỗ ổn định một chút trước, thì lúc này tôi đã quay lại, miệng vẫn phát ra tiếng cười tà. Ha ha ha, lại đến đây. Giang Hàn Hy sắc mặt lạnh lùng, lập tức rút thanh hàn kiếm chém về phía sau lưng. Một luồng khí lạnh tức thì bùng phát ra. Thấy vậy trong miệng tôi liền niệm, trong nháy mắt dùng một chiêu thức. Sau đó tôi lập tức xuất hiện sau lưng Giang Hàn Hy. Dù sao trước kia tôi cũng từng lên tới đại đế cảnh, nên công pháp tự nhiên không thể yếu hơn Giang Hàn Hy, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ có điều tôi chủ yếu dùng quyền cước mà thôi, con ngươi Giang Hàn Hy mở lớn. Cô hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể? Cô hoàn toàn không ngờ rằng, kẻ đang ẩn nấp lại có thể tránh khỏi đòn tấn công của Hàn Kiếm. Dù rằng Hàn Kiếm đã bị phong ấn, nhưng đó vẫn là một đế khí bị phong ấn. Một kiếm này cho dù là cự linh cảnh cũng phải bị thương. Hơn nữa lúc nhập thế cô đã quét qua một lượt. Khu vực này cao nhất chỉ có cự linh cảnh mà thôi chẳng qua giang hàn hy không nhìn rõ được mặt tôi ngay lập tức cô chóng váng đầu óc rồi ngã xuống đất tôi vẫn giữ nguyên tư thế chặt dao thu tay lại rồi phẩy phẩy ha 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 lần này ngươi đã gục ngã trong tay ta rồi hệ thống ra đây giải thích cho ta tại sao cô ta vẫn còn sống chỉ có hai khả năng một là đây không phải giang hàn hy hai là cô ta muốn tu lại ước đoán là sau trận đại chiến kiếp thứ 8, thân tâm cô ta đã bị tổn thương quá nặng nề không phải giang hàn hy làm sao có thể không phải giang hàn hy được chứ chỉ riêng khí chất ngút ngàn bất khả xâm phạm trên thân và thanh hàn kiếm này ta nhớ mãi không quên được ngay sau đó tôi ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ vỗ lên khuôn mặt tuyệt mỹ trắng hồng của giang hàn hy nhưng để chắc chắn hơn tôi vẫn ném cho cô ta một phù văn dò xét họ tên giang hàn hy cực băng nữ đế sau khi tán công trùng tu cảnh giới phàm nhân pháp khí bổn mệnh đế khí hàn kiếm tôi đã gặp giang hàn hy này vô số lần rồi lần nữa nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc này vẫn không khỏi trầm trồ khen ngợi chật chật chậc thật đẹp quá nhưng lạnh như một tảng băng khổng lồ vậy không ai có thể làm tan chảy được cô ta như vậy xem ra thật sự là cô ta tổn thương về thể xác và tinh thần quá lớn vậy thì sao cô không chết luôn đi ngay sau đó tôi nhặt thanh hàn kiếm đang rung động trên đất lên rồi đâm thẳng vào trái tim của giang hàn hy hàn kiếm đâm vào ngực giang hàn hy nhưng chỉ vừa đủ xuyên qua lớp ra thôi không thể đâm sâu hơn được nữa được rồi đại đế tu lại chỉ là tu vi không đủ mà thôi trên người cô ta còn nhiều bảo vật nữa pháp bảo hộ thân không cần khởi động khi chủ nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng sẽ tự kích hoạt tôi vội ném thanh hàn kiếm trong tay ra cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể kiềm chế thanh kiếm này một lúc nếu dùng lâu sẽ không kiềm chế nổi có thể sẽ bị chính thanh kiếm này đâm chết lại sau đó tôi vác giang hàn hy lên bởi vì không thể giết ngươi vậy ta sẽ hãm hiếp ngươi ngươi không phải đã bị thương thân tâm rất nặng sao lần này ta sẽ làm cho ngươi thương tổn nặng hơn nữa đi được vài mét tôi chợt nghĩ ra một điều nếu muốn hãm hiếp cô ta vậy thì đem đế khí hàn kiếm kéo đến làm khán giả như vậy sẽ được một lần hai chuyện khiến cả đế khí của cô ta cũng thân tâm không an nghĩ vậy tôi lập tức đến bên cạnh thanh hàn kiếm nói nhìn này chủ nhân của ngươi đã ngất rồi đấy ta phải chữa trị cho cô ấy đây ngươi có đi không khi nghe thấy lời tôi thanh hàn kiếm run rẩy dữ dội hơn vừa rồi ngươi còn cầm ta đâm vào chủ nhân của ta giờ lại nói là cứu chủ nhân của ta ngươi thật là không coi ta ra gì cả nay nữ đế rốt cục rơi vào trong tay tôi nhưng cô ta có pháp bảo hộ thân nên không giết được tôi chỉ đành trói cô ta lại rồi mang về nhà hãm hiếp vậy tuy nhiên chuyện tìm thức ăn cho dân làng đã hứa trước đó vẫn phải làm trước lúc hoàng hôn sắp khuất tôi một tay vác giang hàn hy một tay xách một con yêu thú giống như hổ trở về làng mọi người ra đây ăn thịt nào dân làng nhìn con yêu thú với ánh mắt tham lam nhưng không ai dám xông lên giật lấy chưa nói đến người có thể giết được con yêu thú này mạnh cỡ nào chỉ riêng lòng nhân hậu của họ cũng không cho phép họ làm vậy sau đó tôi gọi họ lại xử lý miếng thịt rồi theo sự dẫn dắt của trưởng làng đến một căn nhà không có ai ở ngay lập tức tôi ném phịch giang hàn hy lên giường mặt đầy phấn khích he 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 cô đã giết ta 8 lần rồi đây là nợ cô phải trả đấy nhưng suy nghĩ lại dùng gương mặt đẹp trai của tôi thì quá có lợi cho cô ấy rồi sao rồi tôi biến hóa thành một gã đàn ông mũm mĩm mặt béo núng nính khi tôi đang cười nhăn nhở cởi từng miếng vải trên người giang hàn hy ra thì thấy giang hàn hy đang chừng đôi mắt giống như hút linh hồn nhìn tôi khiến tôi giật mình nguyên lai nàng đã tỉnh từ lâu rồi chỉ là không dám nhúc nhích nhưng tỉnh táo lại thì càng tốt lập tức tôi dùng bàn tay béo mũ mĩm vuốt ve gương mặt nàng cười nói he 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 tiểu mỹ nhân cảm giác áp bức sắp tới rồi giang hàn hy ho khan hai tiếng nàng thật sự bị cái mặt mỡ đáng ghét trước mặt làm buồn nôn rồi nàng lập tức quát lên giận dữ ngươi dám ngay lập tức không khí trong căn phòng dường như giảm vài độ nhưng hiện giờ nàng đang bị tôi trói buộc mà cũng chưa có tu vi gì cả tôi hoàn toàn không vội rồi tôi cúi gương mặt lại gần cười khỉ khỉ nói ta dám chứ tại sao ta lại không dám? Ta đã hạ gục cô, cô lại có thể làm gì? Giang Hàn Hy nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng đúng lúc tôi sắp hôn lên môi nàng, tôi lại đột ngột xoay mặt sang hướng khác. Quả nhiên, một chiếc châm băng từ miệng Giang Hàn Hy bắn ra, bục một tiếng đâm vào tường. Tức khắc bức tường đó phủ đầy một lớp xương băng dày, khiến tôi kinh hoàng hồn hết hồn hết vía. Suýt nữa lại bị nàng ta giết rồi. Giang Hàn Hy nhìn tôi khinh khỉnh cười nhạo. Ha ha, ngươi chẳng làm gì được đâu. Nhìn Giang Hàn Hy lại phun ra một chiếc châm băng nữa, Tôi vội vàng đứng dậy dùng thân pháp để chạy ra ngoài, vội vàng trốn vào một căn nhà khác, thay một bộ quần áo to hơn một chút, rồi lại biến đổi diện mạo trở lại. Lòng cảm thấy may mắn là tôi đã biến hình, không ngờ chỉ vì muốn làm Giang Hàn Hy buồn nôn mà lại cứu được mạng mình. Ngay sau đó tôi bộ dạng làm ra vẻ bình thường đi ra ngoài. Tôi cá rằng Giang Hàn Hy đã quên mất hình dáng ban đầu của tôi. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, một luồng kiếm khí lạnh lẽo phát ra từ căn nhà vừa rồi. Toàn bộ căn nhà trong nháy mắt đổ nát tan hoang. Giang Hàn Hy thay một bộ áo xanh, tức giận lao ra ngoài. Tặc nhân kia, ra đây tiêu u chết đi. Dân làng đang tất bật xử lý thịt con yêu thú. Nhìn thấy một vị tiên tử đột nhiên xuất hiện, cả làng đều kinh ngạc, rồi lại sợ hãi. Vị nữ tử giống hệt tiên tử trước mắt rất mạnh, bọn họ sợ bị giết, nhưng tôi không lo lắng. Tôi há lại không hiểu rõ tính tình của Giang Hàn Hy. Nàng sẽ không vô cớ giết người bừa bãi. Đó cũng là lý do tại sao tôi dám mang Giang Hàn Hy trở về làng. Thực ra việc tôi mang Giang Hàn Hy trở về, cũng biết mình không xâm phạm được nàng chỉ là mang về để nàng làm cái gậy tay chân cho làng mà thôi giang hàn hy đứng trước căn nhà đổ nát kia liếc mắt nhìn qua dân làng một lượt nhưng không có ai là người nàng đang tìm nhưng khi nàng quét sang tôi mắt nàng khựng lại một chút tại sao cảm thấy người này có gì đó rất quen lập tức tôi cảm thấy một trận hồi hộp nhưng vẫn hất hàm nhìn thẳng nàng nhanh chóng liếc nàng một cái rồi lại cúi đầu xuống giang hàn hy thấy tôi cũng giống dân làng nên cũng dẹp tan nghi ngờ trong lòng ngay sau đó hỏi các ngươi có thấy một người giang hàn hy một tay cầm hàn kiếm nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy không miêu tả được diện mạo của người đó lúc này tôi lại tự nguyện đưa mình ra trước vị tiên tử này ngươi có đang phải tìm một người mặt sống mức khô không giang hàn hy suy nghĩ một chút cách gọi này thật trùng hợp với người đó đúng vậy ngươi có trông thấy hắn không tôi hướng ra phía ngoài tầng kết giới màu xanh một cách tùy ý rồi đáp hắn đã chạy ra ngoài rồi ánh mắt lạnh lẽo của giang hàn hy nhìn theo hướng tôi chỉ nàng lẩm bẩm một câu đang đồ tử hôm nay may mắn của ngươi tốt lần sau ta nhất định giết người rồi sau đó nàng tự tìm một chỗ ngồi xếp bằng vận chuyển đế băng quyết phá cảnh trùng tu tiêu hao rất lớn không chỉ mất sạch tu vi trên người mà ngay cả nhiều pháp bảo và tài nguyên cũng mất sạch bây giờ trên người nàng chỉ còn lại ba món pháp khí thấy nàng đang tu luyện tôi không dám quấy dày quấy dày người khác tu luyện là điều tối kỵ có thể sẽ bị chém đầu có một đời tôi bị giang hàn hy chém chết như vậy sau đó tôi quay trở lại với dân làng cùng với họ xử lý thịt yêu thú tôi đã tước bỏ xương của con yêu thú cắt thành từng khúc rồi lấy cành cây sau lại. Khi đã xong xuôi, tôi đứng dậy phủi bụi trên người, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bị hù đến nỗi lùi lại một bước, rồi bị vấp phải thịt yêu thú đến nỗi ngã nhào xuống đất. Đó là Giang Hàn Hy, không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng tôi. Lúc cắt thịt tôi quá tập trung nên không để ý, cộng thêm khi ngẩng đầu lên thì thấy chính là nàng. Tâm lý sợ hãi của tôi trực tiếp bị kích hoạt. Giang Hàn Hy nhìn tôi bằng đôi mắt thâm thúy, lạnh lẽo vô cùng mở lời hỏi: "Ngươi có vẻ rất sợ ta." Trong thấy tình hình, tôi càng hoảng hơn chẳng lẽ nàng đã nhìn ra mình rồi sao ngay lập tức tôi vội vàng vẫy tay đáp không 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 vị tiên tử này tại hạ chỉ là không để ý thấy tiên tử nên đã bị hù giật mình mà thôi giang hàn hy nhìn chằm chằm tôi nhíu mày thật ư đúng đúng rồi ta đi nướng thịt đây nói xong tôi vội vã chạy đi đối mặt với giang hàn hy tôi không thể ngăn được sự hoảng loạn trong lòng chủ yếu là do bóng ma quá lớn trong tâm trí trong sự vội vàng tôi vội vã mở hệ thống ra hệ thống cho chết phải làm sao bây giờ liệu ta có chết trong kiếp này nữa không hệ thống đưa ra một giải pháp cho ký chủ lúc này tu vi của nàng chưa cao hãy dần dần thu phục nàng gì cơ lúc này tôi kêu lên thật lớn trong thực tế mọi người đều quay lại nhìn tôi ngay cả giang hàn hy ở đằng xa cũng nhìn sang thấy tình hình tôi nhanh trí kịp quay ra gì thế cháy rồi thịt nướng cháy rồi mọi người thấy không có chuyện gì cũng tự lo việc của mình ngay sau đó tôi lại trong lòng giao tiếp với hệ thống thu phục nàng à thu phục thế nào đây nàng còn lạnh lùng hơn tảng băng Ta đoán là có thể bị đóng băng chết luôn ấy. Thế thì không còn cách nào khác, nhưng hai người thật sự rất hợp nhau. Ký chủ đã chết 8 lần rồi, tại sao lần này ký chủ không thử thu phục nàng ta đi? Đây là cơ hội duy nhất để ký chủ có thể thành công. Thấy tôi đang suy nghĩ, hệ thống lộ vẻ không hài lòng. Nhìn kìa, nàng ta không xinh đẹp à? Ký chủ đã nhìn thấy hết thân thể nàng rồi, không thích à? Bàn tay nhỏ nhắn mịn màng kia, ký chủ không muốn chinh phục sao? Chinh phục, chinh phục, chinh phục. Lần này tôi lại vô thức la lên theo hệ thống phát hiện mọi người lại quay lại nhìn mình. Tôi vội vàng lên tiếng giải thích. Ồ à, không ngờ con yêu thú này lại là được. Sau đó tôi cầm một đĩa trứng nướng, gọi vài đứa trẻ lại, giúp ca ca một tay nào. Mang đĩa trứng này cho tỷ tỷ đằng kia nhé. Mấy đứa trẻ gật đầu, nhảy nhót chạy về phía Giang Hàn Hy. Đại tỷ tỷ ơi, đây là trứng mà đại ca ca bảo đưa cho tỷ. Ngon lắm đấy. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Giang Hàn Hy, vài đứa trẻ đặt đĩa trứng. Xuống trước mặt Giang Hàn Hy đang ngồi xếp bằng, nhìn đĩa trứng trước mặt. Giang Hàn Hi nuốt nước bọt một cách lặng lẽ. Lúc này tu vi của nàng chưa cao, không chống chọi nổi cơn nói. Nàng đưa ngón tay thon dài ra, cầm một quả trứng lên xem xét, rồi liếc nhìn quanh nhóm nhỏ bên cạnh, thấy không ai để ý mình, nàng bóc vỏ trứng và thưởng thức một miếng, mềm mềm, ngon đấy. Khi nàng ăn hết mấy quả trứng, thì phát hiện tôi đang cười toe tuy toét nhìn nàng. Nàng cũng không biết lý do, bỗng dưng thấy ngượng ngùng, liếc nhìn xa xăm một cái. Nàng vỗ vỗ ngón tay bị đen bởi vỏ trứng, rồi nhắm mắt ngồi tu luyện một luồng khí lạnh thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể nàng nếu không chú ý thì không thể nhìn thấy lúc này tôi cầm một sâu thịt đến bên cạnh nàng ăn không giang hàn hy cố nhịn cơn đói từ bụng liếc nhìn tôi ta không ăn thấy vậy tôi với tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng rồi đặt sâu thịt nướng vào tay nàng giang hàn hy cũng không ngờ tới nam nhân trước mắt có vẻ lịch sự lại trực tiếp đụng chạm đến mình khi nàng định đẩy ra thì thấy tôi đã buông tay còn bàn tay nàng thì đang cầm một sâu thịt yêu thú giang hàn hy nói một cách khó khăn Đa tạ, tôi vẫn bình thường phải tay nói. Khách sáo gì, đều là người một nhà. Sau đó tôi lập tức trong lòng khoe với hệ thống. Thấy chưa? Đây gọi là muốn bắt phải thả. Đến tối, trưởng làng lại tìm cho tôi một căn nhà trống. Khi tôi định nói lời cảm ơn, trưởng làng lại mở lời trước. À phải rồi, cô gái kia là ai vậy? Có cần sắp xếp một căn phòng cho cô ấy không? Tôi gãi đầu cười nói. Nàng là ta nhặt về. Để ta sắp xếp cho nàng. Nghe vậy trưởng làng nhìn tôi quái dị. Ban nãy vội vàng bảo ta tìm phòng nói là có việc cần làm, thì ra là làm loại chuyện này. Nhưng nhìn tình hình hôm nay, chắc là không thành công. Tôi nhìn ánh mắt lạ lùng của trưởng làng, cười trừ một tiếng, rồi vội vàng đưa ông ta ra về. Sau đó tôi đi đến bên cạnh Giang Hàn Hy trong sân, nhẹ nhàng nói, ngủ ở đây hả? À? Giang Hàn Hy không biết trả lời thế nào. Thẳng thừng không trả lời, chỉ nhắm mắt tu luyện. Lập tức tôi tạo khoảng cách rồi nói tiếp, hay là ngủ trong phòng ta đi. Quả nhiên lúc này, Giang Hàn Hy mở to đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp kia, nhìn chăm chằm vào tôi bị nàng ném cái nhìn như vậy, cái bóng bị giết trong kiếp trước lại ùa về. đừng đừng nhìn ta như thế, chỉ bảo cô ngủ trong phòng ta thôi mà. cô thử nghĩ xem, nếu cô ngủ ở đây, trước khi cả làng đi ngủ thì chắc chắn phải đến xem cô. lúc này ấn tượng của cô sẽ trở thành đứa trẻ không ai muốn. khi nghe đến đứa trẻ không ai muốn, con ngươi giang hàn hi hơi nhỏ lại. cô ngồi xếp bằng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy. thấy vậy tôi vui mừng khôn xiết. quả nhiên cực băng nữ đế này vẫn coi trọng mặt mũi, tư chất nữ đế cực cao lại có linh căn đặc biệt, được thánh nữ nhận làm đệ tử truyền nhân, nên ngoài việc bị cha mẹ bỏ rơi, cuộc đời nàng gần như không có gì đáng ghét cả. Đúng rồi, còn có lần bị tôi ở đời thứ 8 bắt nạt và hôn trộm nữa. Giang Hàn Hy không hay biết là, trong làng này còn rất nhiều phòng trống, nhưng nàng vẫn bị tôi lừa vào phòng một cách ngây thơ. Nhìn ngươi có vẻ rất quen, nhưng ta hình như đã quên rồi. Giang Hàn Hy vừa bước vào phòng, lại chủ động mở lời trước. Nhưng câu nói ấy suýt khiến trái tim tôi nhảy ra ngoài. Tôi vội vàng làm nhảm lung tung để gián đoạn suy nghĩ của nàng làm sao có thể từ lúc ra đời đến giờ ta chưa bao giờ rời khỏi làng này chắc chắn cô nhận nhầm người rồi giang hàn hy nhíu mày nhẹ nhàng nói thật à sau đó tôi giả vờ tìm kiếm xung quanh trong phòng rồi bất ngờ lên tiếng ôi trời không có giường thứ hai rồi giang hàn hy lạnh lùng nhìn vở kịch dưỡng của tôi nhíu mày nói ta ngủ dưới đất là được làm sao được chứ cô ngủ trên giường đi ta sẽ ngủ dưới đất lời nói này khiến giang hàn hy ngạc nhiên nàng là tưởng tôi sẽ nói hai người cùng ngủ chung một giường nhìn vẻ ngạc nhiên của giang hàn hy tôi lập tức trong lòng cười nói với hệ thống hệ thống à chiêu này gọi là gì đả đông kích tây đây gọi là xuất kỳ bất ý để nàng nghĩ ta muốn cùng ngủ với nàng nhưng kết quả là ta ngủ dưới đất như vậy nàng sẽ nghĩ ta là người chính trực sau đó tôi vội nói với giang hàn hy cô lên giường ngủ đi làm sao tiên tử lại ngủ dưới đất được giang hàn hy giấu đi vẻ ngạc nhiên lại lạnh lùng như cũ không cần đâu thấy vậy tôi trực tiếp đóng cửa lại rồi phịch nằm xuống đất nếu cô không ngủ trên giường thì chiếc giường đêm nay sẽ lãng phí mất giang hàn hy nhìn người nằm ngửa trên đất quay lưng về phía nàng nàng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trên đời lại có kẻ không thể nói nên lời như thế nghe tiếng động từ giường sau lưng tôi vui mừng trong lòng công lực cực cực băng nữ đế giang hàn hy phần thưởng đột phá cấp vô địch nhìn nhiệm vụ hệ thống đột nhiên xuất hiện tôi lập tức sững sờ đột phá đến cấp vô địch đó không phải là làm chủ toàn thế gian hay sao tôi dần dần nảy sinh một ý niệm chẳng phải tôi cứ việc xâm phạm giang hàn hy ở sau lưng là xong sao không cần làm gì khác cả ngay lập tức tôi hỏi hệ thống cưỡng hiếp có tính là công lực thành công không nếu được thì dù có nguy hiểm mất cả gốc tôi cũng phải cưỡng hiếp cô ta bây giờ cực băng nữ đế kia đang ngủ bên cạnh chỉ cần công lực được nàng tôi sẽ đạt tới cấp vô địch đang lúc tôi định cưỡng hiếp thì cưỡng hiếp không tính là công lực đâu nhé cần phải khiến nàng chết mê chết mệt với ký chủ tự nguyện hiến thân cho ký chủ tôi gãi đầu khó trách phần thưởng là cấp vô địch quả thực quá khó đi nếu sơ xuất một chút tôi e sẽ lập tức bị nàng chặt thành muôn mảnh giang hàn hy nghe thấy bên tai không ngừng chuyển đến những tiếng động rất nhỏ không khỏi nhíu mày tự hỏi nam nhân bên cạnh mình đang làm gì chẳng lẽ đang nhìn mình làm chuyện gì đó dơ bẩn nàng không nhịn được mở mắt nhìn sang chỉ thấy tôi đang lăn qua lộn lại trên mặt đất sàn nhà cũng đã được lau sạch lúc này tôi đang nghĩ về một chuyện khác ngày mai nên đi tìm đội săn bắt ở đâu nhỉ càng suy nghĩ lòng tôi càng thêm phiền muộn trong lúc lăn qua trở lại tôi và giang hàn hy bắt gặp ánh mắt nhau sau khoảng 10 giây nhìn nhau tôi cười khổ hai tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này ha ha chưa ngủ à có vẻ như cô đang có điều gì bận tâm giang hàn hy trong lòng cũng tự châm biếm mình một chút nàng nghĩ nam nhân trên đời cũng không hoàn toàn tồi tệ như mình nghĩ ta là đang nghĩ toàn bộ đội săn bắt trong làng đã biến mất hết rồi không biết phải tìm họ như thế nào nói xong tôi đứng dậy phủi bụi trên người định ra ngoài hít thở không khí trong lành tôi đi về phía cây liễu trèo lên cành cây đứng nhìn xa xăm bên ngoài làn ranh giới xanh lè một màu đen ngòm không thấy gì cả lúc này tôi lại nghe thấy tiếng một cô bé liễu thần ơi con muốn chơi nữa giọng nói nhỏ nhẹ bình thản của cô bé như mọi khi liễu thần cũng không từ chối yêu cầu của cô bé duỗi một cành liễu ra tôi dựa lưng vào cây liễu suy nghĩ về bản thân đã tới thế giới này gần hai ngàn năm rồi nhưng vẫn như chưa từng sống đã bị giang hàn hy giết tới tám lần rồi nghĩ tới đây mắt tôi đỏ hoe thực ra cũng tại tôi cứ coi thường chọc giận Giang Hàn Hy. Lần đầu gặp Giang Hàn Hy, tôi đã coi cô ấy như người phụ nữ của mình. Tôi tự cho mình là thiên địa chi tử, nhất định phải vô địch tuyệt đối, cho đến khi bị giết mới ngoan ngoãn, không còn ý niệm như vậy nữa. Chỉ là chúng tôi cứ dính chặt lấy nhau, dù có thế nào cũng sẽ gặp lại nhau. Đến đời thứ 8, tôi và nàng đánh nhau nảy lửa, cả hai đều bị thương nặng. Chỉ là lúc này tôi đã không đủ sức chiến đấu nữa, cũng không biết nàng sẽ lấy thân xác đế thân của tôi để làm gì. Dù gì đó cũng là vật cùng tầng lớp với đế khí thôi kệ đi về sau tôi hãy gần gũi nàng hơn vậy đến lúc đó nàng sẽ không nỡ giết tôi đâu nghĩ như vậy tôi nhảy xuống cây liễu bước chân quay trở vào nhà vừa đóng cửa lại tôi nghe thấy giọng lạnh lùng của giang hàn hy ngươi có vẻ đã khóc tôi lau nước mắt đáp bụi bay vào mắt thôi nhưng trong lòng nghĩ ta thật sự đã khóc đấy không chỉ bây giờ khóc mà trước đây ta còn khóc vô số lần nữa tất cả đều tại giang hàn hy cô mà ra nghe lời nói lẽ ra là để lừa trẻ con giang hàn hy cũng im lặng không hỏi đến nữa nam nhân này có chuyện gì thì liên quan gì đến mình tôi nhìn khuôn mặt đôi mắt khép lại của nàng cùng thân hình đầy đặn gợi cảm một lúc lâu phải nói rằng nữ nhân này nếu lấy về làm vợ thì nhất định sẽ hạnh phúc đến chết dù đã bị giết 8 lần rồi đã gặp giang hàn hy vô số lần nhưng mỗi lần gặp tôi vẫn không khỏi trầm trồ giang hàn hy này và tiên nữ trong tâm trí tôi quả thực không có chút khác biệt nào ngắm đủ chưa giọng nói mang theo khí lạnh của giang hàn hy truyền vào tai tôi dù nàng đã mất tu vi đại đế nhưng thần thức vẫn còn nhiều lực lượng nên có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét không khó thấy vậy tôi vội vàng chắp tay xin lỗi tiên nữ quá xinh đẹp ta không khỏi si mê mất cảnh giác thứ lỗi thứ lỗi thấy giang hàn hy không nói gì nữa tôi nằm xuống đất rồi ngủ luôn chuẩn bị tinh thần ngày mai đi tìm đội săn bắn trong làng một lúc sau giang hàn hy nhắm mắt nói một câu ta biết có một người bị giam giữ ở một nơi nào đó nhưng không rõ có phải là đội săn bắn ngươi cần tìm hay không nhưng lúc này tôi đã ngủ xe rồi giang hàn hy không nghe thấy tiếng cũng ngả lưng ngủ xe luôn. Sáng hôm sau, tôi nhìn Giang Hàn Hy đang bị tôi ôm chặt. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là, tôi sắp chết rồi, làm sao bây giờ, phải làm sao đây? Sao tôi lại chạy lên giường ngủ vậy? Lại còn ôm nàng nữa. Nếu Giang Hàn Hy biết được, tôi đã ôm cô ấy ngủ cả đêm. Chắc chắn sẽ rút thanh hàn kiếm ra đâm tôi một nhát. Nhìn gò má đỏ hồng của Giang Hàn Hy, tôi từ từ nhích tay ra khỏi người nàng. Rồi lăn ra sau, tiếng người va đất cục cục vang lên, âm thanh vang to giang hàn hy nghe thấy tiếng động đôi mi khẽ nhúc nhích từ từ mở đôi mắt ra ngơ ngẩn nhìn trần nhà một lúc rồi nhìn xuống giường ngươi đang làm gì vậy giang hàn hy nhìn tôi đang hít đất đưa ra câu hỏi ngươi tư thế này sao lại vô lễ như vậy ta đang luyện tập hít đất đấy đây là một cách rèn luyện thân thể tôi hít đất một cách ngượng ngùng mắt luôn nhìn xuống đất không dám ngẩng lên nhìn giang hàn hy vớ vẫn ngươi là đang si tình giọng lạnh lùng của giang hàn hy vang lên lập tức tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng im lặng trong thoáng chốc ngoài cô ra không lẽ ta còn si tình ai khác nữa không ngờ tôi vẫn luôn gọi là tiên nữ tỷ tỷ nàng lịch sự nhã nhặn vẫn có chút ngây thơ không ngờ lại là loại người này ngay lập tức tôi vội đứng dậy mặt không đỏ tim không đập đối diện nhìn giang hàn hy không phải vậy đâu ta thực sự đang luyện tập thân thể giang hàn hy nhìn thấy vẻ mặt chân thành của tôi cũng phần nào dỡ bỏ nghi ngờ trong lòng có lẽ hắn ta thực sự đang luyện thân thể sau đó trước mặt giang hàn hy tôi chuẩn bị khẳng định bằng đạo tâm dù sao thì tính mạng chỉ còn một lần này nhưng Giang Hàn Hy đã ngắt lời tôi. Thấy vậy tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. Nàng không phát hiện ra việc tôi ôm nàng. Cả hai chúng tôi đều có suy nghĩ riêng bước ra ngoài. Tôi đang nghĩ phải làm thế nào để tìm được đoàn thợ săn kia. Trong khi đó Giang Hàn Hy nghĩ rằng, cần phải nâng cao tu vi gấp, lên đường đến Bắc Cương, tìm đến băng cung, gia nhập môn phái nơi đó. Như vậy nàng một đời ngoại quải nhân sinh cũng coi như lần nữa mở ra. Trước tiên tôi đi tìm trưởng làng, chuẩn bị hỏi tin tức về đoàn thợ săn kia. Nhìn Giang Hàn Hy đi ra khỏi làng, tôi không lo cô ấy sẽ bỏ trốn. Thân thể tôi đã đạt tới thối thể tầng 9 cũng không thoát khỏi được nam lang này. Còn Giang Hàn Hy chỉ mới thối thể tầng 6. Làm sao có thể chạy thoát được? Sau đó theo yêu cầu của tôi, trưởng làng dẫn tôi đến nhà. Người đàn ông vẫn đang hôn mê sau khi đi săn. Điều làm tôi ngạc nhiên là, đứa bé ra mở cửa, lại chính là cô bé nhỏ thường. Trong đêm đến gần cây liễu để chơi, tôi ném phép dò xét về phía người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên giường. Mở một bảng thông tin, Trương Tứ là thành viên của đội thợ săn liễu thôn cảnh giới thối thể tầng 7, hiện trạng đang bị quỷ ám thân. Thấy tình hình như vậy, tôi lập tức bảo mọi người lui ra xa một chút, sau đó tôi ẵm luôn người đàn ông lên, lao về phía cái cây liễu. Trưởng làng và hai người kia vội vàng đuổi theo, những dân làng xung quanh cũng đi theo khi nhìn thấy cảnh này. Tôi vẫy tay với mọi người, chờ một lát, tôi sẽ trị liệu cho người này. Quá trình này sẽ hơi tàn nhẫn một chút, các ngươi đừng chạy tới làm phiền ta. Rồi tôi nói với cây liễu, chờ một lát tôi sẽ đánh quỷ giữ ra ngoài. Ngươi hãy lập tức bắt lấy nó. Nói xong, tôi lập tức vỗ tay áo lên tấn công trương tứ một trận đầu cổ ngực ngay cả hạ bộ cũng không tha nghe thấy tiếng đấm đá lên hồi dân làng hoảng hốt vô cùng vội vàng che mắt đứa nhỏ trong nhà đánh suốt hai phút rưỡi cuối cùng tôi hung hăng đấm hai bên ngực của trương tứ một cú đấm dữ dội một tiếng gào kinh khủng vọng ra con quỷ dữ kia cũng bị quyền này của tôi đánh bay ra khỏi thân trương tứ ác quỷ lấy lại tinh thần vội vàng định nhập lại vào thân của trương tứ nhưng cây liễu hành động nhanh hơn ầm một cái đập nó tan tác hồn phi phách tán, trên mặt đất đều rút ra một vết nứt, đại liễu thụ, mau lên, mau trị liệu cho hắn, chữa trị. Nói xong câu này tôi ngất đi, lần này tiêu hao quá nhiều đối với tôi, bây giờ tôi chưa đạt tới cảnh giới tụ linh. Vừa rồi chính là chống đỡ dáng đánh xong một bộ kia. Sau đó cây liễu đưa cảnh liễu ra, vội vàng quấn quanh, thân thể đầy vết thương và máu của Trương Tứ. Nếu cây liễu chậm tay thêm chút nữa, cả làng có thể tổ chức tiệc rỗ cho hắn luôn. Đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối, tỉnh rồi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi truyền vào tai tôi tôi quay đầu nhìn chính là giang hàn hy khẽ ho một tiếng tôi vội vàng ho khan lên giả bộ bị thương nặng rồi tôi khởi động hỗn độn linh lực phá vỡ tại cổ họng tức thì phun ra một ngụm máu tươi nếu muốn khiến ngọn núi băng này yêu tôi đây là cơ hội tốt phải làm gay gắt một chút thấy vậy giang hàn hy giật mình nhanh chân đến bên cạnh chỉ xạ mấy cái vào huyệt đạo trên người tôi rồi đặt bàn tay trắng muốt lên ngực tôi truyền vào linh khí giang hàn hy nhíu mày nói ngươi thật ngu ngốc vậy mà lại vì cứu người khác mà suýt nữa làm mất mạng mình tôi run rẩy đưa tay lau máu khóe miệng khàn khàn khó nhọc trả lời đã quen rồi tại sao ngươi cứu họ giang hàn hy không hiểu sống lâu như vậy lần đầu tiên nàng gặp người như vậy trước đây vì băng cung bảo vệ quá tốt nàng chỉ có hai cuộc sống cực đoan một là đầy hiểm nguy gian khổ không ngừng tranh đấu gian hiểm hai là nhàn nhã bình lặng nguồn lực vô hạn một cuộc sống được bảo vệ đặc biệt tốt nàng chưa từng thấy cảnh này có người vì người khác liều mạng như thế phần nhiều người chỉ biết lôi kéo người khác cản trở sau đó tôi nhìn giang hàn hy chằm chằm nói bởi vì họ là người thân của ta giang hàn hy ngẩn ra một lúc rồi lạnh lùng nói người thân ư ha ha tiếc là ta chưa từng trải qua cảm giác đó có lẽ sẽ không bao giờ có thể trải qua trong lòng nàng lại tự diễu không thôi trong mắt người ngoài nhìn như sư phụ dạy nàng rất tốt nhưng nàng hoàn toàn không có cảm giác người thân gì áp lực sau lưng nàng chỉ có mình nàng biết nếu sai sót trong tu luyện sư phụ chính là hoặc đánh hoặc mắng cô có muốn trở thành người thân của ta không thấy thời cơ đã đến tôi vội vàng đưa ra câu hỏi lựa chọn cho giang hàn hy câu hỏi khiến giang hàn hy ngẩn người ánh mắt nhìn ngơ ngẩn vào ngực tôi chỉ là không lâu sau liền lấy lại tình thần được rồi ngươi đã hồi phục khá tốt rồi giang hàn hy không trả lời câu hỏi đó mà là dùng ngữ khí lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt chuyển đề tài ký chủ trước đây ngươi cứ muốn giết nàng mà thế mà ngươi lại quyến rũ khéo léo thế hệ thống theo dõi diễn biến suốt quá trình không khỏi lên tiếng hỏi nhưng tôi không đếm xỉa hệ thống mà nói lời cảm tạ với giang hàn hy rồi tôi giả vờ đứng dậy nhưng dường như không có sức bịch một tiếng ngã xuống giường giang hàn hy vội vàng nắm lấy cánh tay tôi đỡ tôi đứng dậy thấy vậy tôi liếc mắt nhìn canh thịt trên bàn mở miệng nói ta đói rồi giang hàn hy sửng sốt đáp cai quái gì thế cô mang bát canh thịt trên bàn tới đây đi tất nhiên tôi đang gào thét với nàng cũng may giang hàn hy không để ý thật đúng là đứng dậy đi bưng chén canh thịt kia tới. Giang Hàn Hi múc canh thịt và thìa, đưa tới trước mặt tôi thản nhiên nói: "Ăn đi." Tôi run rẩy nhận lấy bát. Dường như ngay sau đó, cái bát có cảm giác rơi xuống đất. Giang Hàn Hi thấy bộ dạng này của tôi, cũng nhíu mày mở miệng nói: "Ta sẽ tìm người đút cho ngươi ăn." Dứt lời liền xoay người đi ra cửa. Thấy vậy tôi vội vàng ngăn nàng lại: "Chờ một chút, bây giờ trời đã tối rồi, người trong làng chắc đã ngủ rồi, đừng làm phiền họ. Thôi đi, ta không ăn nữa." Lời này của tôi tràn đầy cô đơn, lộ vẻ tình cảm. Sau đó Giang Hàn Hy trực tiếp đặt bát xuống bàn. Nhà nhạt, nhạt nói, được rồi. Nói xong nàng lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngủ dựa vào tường. Nhìn dáng vẻ nàng nhắm chặt hai mắt. Tôi bị sốc thật lớn, không thể nào. Cô đi ngủ thật à. Ta nói không ăn, cô thật đúng là không cho ta ăn. Đàn ông nói không là muốn. Cô có hiểu không?